Hello, xin chào tất cả khách hàng yêu quý của DK Eyebrow and Beauty. Thì live stream hôm nay chúng tôi giới thiệu với các bạn chị khách hàng rất là xinh đẹp, chị Kim Anh. Chị đã quyết định đến DK để gửi gắm cặp lông mày của mình với combo là xóa sửa lông mày. Thì trước tiên chúng ta sẽ cùng giao lưu với chị Kim Anh một chút nhé. Dạ, em chào chị ạ. Vâng. Chị ơi, chị có thể giới thiệu qua một chút về bản thân mình để cho các bạn đang xem live stream được biết rõ hơn được không ạ? Vâng, mình là Kim Anh ấy. Mình đến từ Quảng Ninh ấy. Đến từ Quảng Ninh ra Hà Nội chỉ để xóa sửa cặp lông mày ấy ạ. Vâng. Thế chị ơi, với cái lý do nào mà chị lại quyết định đi một quãng đường xa xôi như thế để đến DK gửi gắm cặp lông mày vậy ạ? Em thấy nhiều bạn bè của em làm ở đây đẹp ấy. Dạ vâng. Xóa sửa thấy không sưng tấy á. À dạ vâng. Có nghĩa là trước khi đến với DK thì chị đã được giới thiệu và cũng là mình đã tìm hiểu rất là kỹ rồi, mình mới quyết tâm đi một quãng đường xa như vậy đúng không ạ? Vâng. Dạ vâng. Thì chị ơi, chị có thể chia sẻ một chút về cái tình trạng cặp mày ban đầu của mình không ạ? Lông mày của em thấy dáng này nó cứng với cả đen quá. À dạ vâng, có nghĩa là mình thực hiện theo cái công nghệ cũ, công nghệ full đúng không ạ? Vâng. Cho nên dáng mày nó rất là cứng, làm cho mặt mình già đi. Và bây giờ thì nó cũng là không còn phù hợp với gương mặt mình nữa rồi đúng không ạ? Vâng. Dạ vâng. Thì bây giờ để không mất thời gian của chị hơn nữa thì em sẽ mời chuyên gia bên em thực hiện cho chị cái laser lông mày chị nhá. Ok. Dạ vâng ạ. Em mời chuyên gia bắt đầu thực hiện cho chị Kim Anh nhá. Và nếu như mà các bạn đã theo dõi live stream của DK rất là nhiều thì chúng ta có thể biết là tại DK là đang sử dụng công nghệ siêu laser Picomax 2022. Đây là cái công nghệ laser có thể nói là hiện đại nhất, tân tiến nhất ở cái thời điểm hiện tại. Bởi vì khi mà tia laser tác động đến đâu thì là cái vùng mực tác động trực tiếp và phá hủy cái cấu trúc của hạt mực. Chúng ta có thể thấy là rất là nhanh, khi mà chuyên gia thực hiện xong thì bên đã thực hiện laser khác hoàn toàn rồi đúng không ạ? Em mời chuyên gia thực hiện bên còn lại. Và điều đặc biệt là trong cái quá trình thực hiện thì tia laser không có gây tổn thương bất cứ một chút nào lên cái vùng da lông mày đó, cũng không gây trắng, cháy, xém hay là trụi lông mày, và vùng lông mày thì cũng rất là vẫn còn nguyên. Chị Kim Anh ơi, trong cái quá trình thực hiện này thì mình có bị đau rát hay khó chịu gì không ạ? Không. Không đúng không chị? Vâng. Nó chỉ châm chích nhẹ nhẹ một chút thôi đúng không? Vâng. Dạ vâng ạ. Thì rất là nhanh, chuyên gia đã thực hiện xong rồi thì chúng ta có thể để chị Kim Anh nhìn cái kết quả. Chị ơi, chị cùng nhìn cái kết quả và mình nêu cho em một chút cảm nhận nhé. Và chị cảm thấy như thế nào với kết quả này ạ? Em thấy nó mờ đi nhiều. Vâng, rất là nhiều đúng không ạ? Chị có hài lòng không ạ? Có hài lòng. Dạ vâng. Thì không biết chị Kim Anh có một lời nhắn nhủ nào đúng không ạ? Đang xem live stream ngày hôm nay không ạ? Em chẳng biết nói gì. À vâng, thì chị có thể nhắn nhủ là nếu như các bạn muốn làm đẹp hay như nào thì... Các bạn muốn làm đẹp thì qua đây ấy. À, qua đây. Có nghĩa là mình đã tin tưởng rồi thì mình qua đúng không ạ? Cho nên là mình cũng muốn nhắn nhủ là các bạn hãy qua DK để thực hiện đúng không ạ? Dạ vâng, em cảm ơn những chia sẻ của chị Kim Anh nhé. Và những bạn đang theo dõi live stream ngày hôm nay, nếu mà có bất cứ vấn đề gì về mày, môi, mí hay là thắc mắc gì muốn được chuyên gia giải đáp thì hãy inbox lên cho fanpage để được tư vấn cũng như hỗ trợ nhanh nhất từ chuyên gia của DK. Xin chào và hẹn gặp lại.